Hải Đăng Fishing xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Fishing giới thiệu các bạn bộ cần 2 khúc đặc và máy Zolo TFC 3000. Đây máy này. Đây, máy cho bạn xem. Đây máy Zolo TFC 3000, 3 vòng bi. Và cần đây là cần 2 khúc đặc 2m1, chiều dài 2m1. Hàng này cá 5 cân các bạn cứ nhấc bổng lên, đặc nên là đánh bạo lực được. Cần này câu đơn và lăng C, chống cần lăng C, phao, lưỡi, một phao lưỡi. Đây là một hộp lăng C Simago, hạt chặn, chuông báo cá, cước, đặc biệt là có mồi câu do Hải Đăng Fishing sản xuất. Chọn bộ nó như này luôn các bạn nhé, về câu luôn. Bộ này thì trong này thiếu một vỉ chân cắm nữa, hiện tại không có đây. Để gửi kèm cả một bộ này về các bạn, chân cắm phao các bạn. Câu luôn. Quay các bạn tổng thể cho các bạn xem. Chọn bộ này luôn các bạn nhé. Chọn bộ này về các bạn câu luôn. Đấy, vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn bộ cần máy Zolo và cần 2 khúc đặc full bộ như này. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.